Cháy hàng luôn rồi, hiện tại còn có hai cặp thôi các bác ơi. Loa gì mà hay quá luôn. Ồ sao, đẳng cấp. Tính như trong vắt luôn. Kiếm đâu được một đôi loa với giá tiền thì cứ chiếc kia mà có nghe được. Ngày hôm nay em sẽ giảm giá rất là rẻ rồi. Một đôi loa sử dụng gì ever không thể xịn hơn. Chúng ta sẽ sử dụng một cân bát được ra xét sản xuất chuẩn xịn dông dược chuẩn luôn, sản xuất cơ mà sao một con bếp của VNC phân tần thì phải nói là cái bát to như một cái ngói và những tháng cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ đáng nó rất là hay. Bát bếp bây giờ chắc tình rồi, rõ ràng tính bếp bây giờ nó rõ lắm. Nghe nó trong vắt luôn các bác ạ. Đã thực sự luôn các bác, được ký được một đôi loa mà ngày hôm nay được đúng tháng 7 mới bán rẻ này. Tháng 7 mà một đôi loa đẹp bên này, chất lượng như này mà giá chỉ có 9 triệu đồng nữa. Thật đấy các bác, là hiện tại bây giờ một số bác đang mua những đôi loa hàng Việt Nam đây mà hun khói người ta lừa các bác ạ, giá cũng đã hơn 10 triệu. Những bác khách không bao giờ ở Quảng Ninh của em ấy, mua đôi loa nó giá 10 triệu rưỡi mà phải đôi loa nhái. Nhưng ngày hôm nay các bác được sử dụng một đôi loa xịn. Driver các bác biết rồi, từ xưa này cái đục lên loa mà driver có RCF giá nó mắc vãi nồi luôn. Đúng không? Nhưng mà hôm nay các bác được sử dụng một đôi loa sử dụng driver của RCF sản xuất. Đấy, một cái phiên bản mã riêng, một cái phiên bản mã SRX212 dành riêng cho hãng của M-Sound. Và bác thấy không? RCF sản xuất là đẳng cấp, chuẩn dông ngược nha. Đấy, tép thì sử dụng con tép của BNC nhập khẩu rồi. Phần tần thì không thể xịn hơn được nữa. Ngày hôm nay em đóng hàng đi đây, còn có hai cặp các bác nhá. Đấy, em chỉ còn có hai cặp mà thôi. Anh em là lấy được nhanh tay luôn. Anh em đóng hàng toàn M-Sound thôi. Mở sao hết anh em đóng hàng là buổi chiều ngày hôm nay đấy, từ trong kia ra đây đấy, cả sáng đi mua xe rồi bây giờ đi mua theo rồi đi mua điện là tổng kết hết ngày luôn. Đây là bộ dàn em đang bị đóng rồi, đây là loa CF cái heo đấy. Và ngày hôm nay các bác thấy là một đôi loa mở sao với cái giá, có phải nói một từ là nó rẻ kinh khủng luôn mà nó hay các bác ạ. Nên thật với các bác, với một đôi loa 9 triệu, hơn 9 triệu để từ xưa đến nay chúng ta để mà hy vọng một đôi loa full 30 hàng chất thì thực sự hơi khó. Đặc biệt là driver mà do của RCF thì thực sự càng khó nữa. Nó là khó nữa luôn á. Nhưng ngày hôm nay điều đó là đã trở thành sự thực rồi, không chẳng có gì phải lăn tăn nữa. Với cái giai đoạn tháng 7, các bác biết là tháng 7 luôn sẽ được chúng ta sẽ được cái giá tốt nhất. Đấy, tốt nhất bởi vì tháng 7 mà các bác biết là luôn sẽ có chương trình khuyến mãi. Và để mà xả sư tháng 7 thì đến thời điểm bây giờ thì em Sơn cũng nói luôn là em Sơn giảm giá một lô loa full 30 để cho tổng kết lô này luôn. Tổng kết luôn cái tháng 7 nó sắp hết rồi, rất gọn đi. Và từ ngày mai bắt đầu lên sóng những lô loa cao cấp rồi, là mắc tiền. Đấy, ngày hôm nay cơ hội để sở hữu bộ số tiền chỉ 9 triệu đồng. Chúng ta đã có ngay một đồ loa full 30. Nó đẹp như này, nó chất như này, một thương hiệu đến từ USA hàng chính hãng nữa. Toàn bộ driver nhập khẩu thì thực sự là hiếm gặp các bác nha. Các bác hãy nhanh tay nhá. Ok, xin cảm ơn các bác rất nhiều. Hãy liên hệ với em Xuân ngay lập tức. Số điện thoại ở dưới đây ạ. 0903 0405 để có cơ hội sở hữu mình đồ loa này nhanh nhất có thể các bác nhá. Ok, cảm ơn các bác rất nhiều. À, nhắc lại các bác điều nữa. Đó là đôi loa này em Xuân bán ra bao hay luôn các bác luôn. Cho các bác dùng thử 10 ngày không thích cứ trả lại hàng cho em, lấy lại đủ tiền về. Ok chưa? Hàng xịn, ngon, đẳng cấp và giá lại rẻ này các bác nha. Xin chào các bác nha.